Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài Tỉnh Nguyện, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Khi Chúa Can Thiệp. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Dân Số Ký, đoạn 23, từ câu 13 đến câu 23. Balak nói với Balaam: Hãy đi với ta đến một chỗ khác, là nơi ngươi sẽ thấy dân này. Nhưng ngươi sẽ thấy chỉ một phần thôi, chứ không thấy tất cả. Tại đó, hãy nguyền rủa chúng cho ta. Vậy người dẫn Balaam đến cánh đồng Sô-phim trên đỉnh núi Phích-ga, rồi lập 7 bàn thờ. Trên mỗi bàn thờ dâng một bò đực và một chiên đực. Balaam nói với Balak: Xin vua đứng đây, gần tới lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi gặp Đức Giê-hô-va ở đằng kia. Đức Giê-hô-va hiện ra với Balaam và dạy lời ông phải nói. Ngài bảo: Hãy trở lại với Balak và nói như thế đó. Balaam trở về với vua, thấy nhà vua cùng các quan chức của Mô-áp đứng gần tới lễ thiêu của vua. Balak hỏi: Đức Giê-hô-va đã phán điều gì? Balaam nói tiên tri rằng: Hỡi Balak, hãy đứng dậy và nghe. Hỡi con trai Sép-bô, hãy lắng tai. Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Này, tôi đã nhận mệnh lệnh chúc phước, Ngài đã ban phước, tôi không thể thay đổi được. Ngài thấy Gia-cốp chẳng đáng chịu bất hạnh, cũng thấy Israel không đáng bị khốn cùng. Jehovah Đức Chúa Trời của họ ở với họ. Trong Israel có tiếng reo mừng của vua. Đức Chúa Trời đã đem dân đó ra khỏi Ai Cập. Họ có sức mạnh như bò rừng vậy. Không có bùa ngải nơi Gia-cốp, cũng chẳng có bói toán trong Israel. Vì đến lúc người ta sẽ nói về Gia-cốp và Israel rằng Đức Chúa Trời đã làm những việc lạ lùng. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên 105 câu 15: Đừng đụng đến những người được sức dầu của ta, chớ làm hại các nhà tiên tri ta. Trong bài thơ có tựa đề Đứa trẻ được yêu quý, tác giả Omawumi Ifuji, được gọi cách triều mến là một sư ô, đã viết về việc cha mẹ ông cố phá thai khi mang thai ông. Sau vài sự việc bất thường khiến họ không thể bỏ thai, họ quyết định chào đón đứa con của mình. Việc nhận biết Chúa bảo tồn sự sống mình đã thúc đẩy Omawumi từ bỏ sự nghiệp đầy triển vọng để phục vụ Chúa toàn thời gian. Hiện nay, ông vẫn là mục sư tại một hội thánh ở London. Giống như mục sư Ô, dân Israel đã kinh nghiệm sự can thiệp của Chúa trong lịch sử của họ. Vào thời điểm họ gặp hoạn nạn, trong lúc đi qua hoang mạc, họ đi vào lãnh thổ của vua Balak, xứ Mô-áp. Kinh sợ trước dân số đông đảo và sự xâm chiếm của họ, Balak đã sai người đến tìm tiên tri tên Balaam để nguyền rủa đoàn dân thiếu cảnh giác này. Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra. Bất cứ khi nào Balaam mở miệng nguyền rủa đều được thay thế bằng một phước lành. Ông tuyên bố: Này, tôi đã nhận mệnh lệnh chúc phước, Ngài đã ban phước, tôi không thể thay đổi được. Ngài thấy Gia-cốp chẳng đáng chịu bất hạnh, cũng thấy Israel không đáng bị khốn cùng. Jehovah Đức Chúa Trời của họ ở với họ. Đức Chúa Trời đã đem dân đó ra khỏi Ai Cập. Chúa bảo vệ dân Israel khỏi trận chiến dữ dội mà họ thậm chí không biết. Ngày nay, dù chúng ta có nhìn thấy hay không, Chúa vẫn luôn trông nom con cái Ngài. Nguyện chúng ta thờ phượng Chúa với lòng biết ơn và kính sợ đấng ban phước cho chúng ta. Bạn có thường xuyên dừng lại để suy ngẫm sự bảo vệ hằng ngày mà Chúa dành cho bạn không? Việc nhận biết Ngài cứu bạn khỏi những mối nguy hiểm rình rập có ý nghĩa gì đối với bạn? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều lần xem nhẹ sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Xin mở mắt để chúng con thấy Ngài ban phước cho chúng con nhiều ra sao. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài Tỉnh Nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày. Sống.